Xin chào anh em, đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em ha. Anh em xem video thì bấm vô chế độ HD xem ha, cho nó rõ nét mấy cái sản phẩm mình cần xem ha. Rồi, cập nhật cái món hàng mới thì anh em bấm ở cái tiêu đề á, tiêu đề cái video. Ví dụ anh em xem trên điện thoại bấm vô cái chỗ tiêu đề á, cái nó hiện ra cái phần mô tả của cái video. Thông tin đó là em cập nhật cái món hàng đã bán hay chưa nha. Rồi hôm nay là cái video anh em mua hàng thì liên hệ số hội em nha, đây số này nè 0334830843, hoặc là có kết nối với Zalo luôn. Rồi đây là cái video thứ 40 ha. Đầu tiên là cái mũi khoan ha. Đây là cái mũi khoan tháp ha, hàng bãi Nhật ha anh em. Đây là thương hiệu là Super ha, đây nó có để Super này, ST2 Super. Đây cái mũi này gần như là chưa xài ha, nó có xài lướt một hai lần. Đây là khoan được từ mũi 5 mm nè, khoét được cái lỗ 5 mm đến 8 mm, 10, 12, 14, 16, 18 đến số 18 ha, to nhất là 18 nè, từ 5 đến 18 mm ha. Rồi cái mũi này nó có kích thước là 6 phân rưỡi anh em, 6 phân rưỡi ha, chiều dài. Rồi cái mũi khoan tháp có mã là 4001, bán 300 ngàn nha. Tiếp theo một cái kìm chết ha. Cái kìm chết của Nhật, cái kìm này thì nó rất là độc nha, mới chưa sử dụng nha nè. Nó có thêm cái tô ở trên đây nè, không không biết là dùng làm gì luôn. Đó. Đây là mới chưa sử dụng ha. Đây là hiệu Aero của Nhật ha anh em. Đây nó còn cái tem bán hàng luôn nè. Đây là kích thước của cây kìm ha. 20 thân kìm là 20 21 ha anh em. Đây. Đây tính tới cái thân này là 21 ha. Còn cái tô này là 8 phân rưỡi ha. Nó mở được 8 phân rưỡi cái tô nè. Cái tô trên cái thân của cây kìm. Cái kìm rất là độc luôn. Đây. Rất là mới luôn, quay nhẹ nhàng ha. Ok, cái kìm chết này có mã là 4002 ha, bán 500 ngàn nha anh em. Rồi tiếp theo cái bộ lục giác của Y ha. Nè, thương hiệu của nó nè. Là bàn sản xuất ha. Đây nó đủ các cỡ lục giác ha, từ nhỏ đến lớn nè. Một hai ba bốn năm sáu bảy, bảy số nha anh em. Để coi cái số to nhất này là, đây là 6 ly nha anh em, 6 ly nè, 5 ly ha, từ 6 ly trở xuống ha, 6 ly, 5 ly, này 4 ly nè,
Đây là 3 ly nè. 4 ly, 3 ly. Đây là 2 ly rưỡi nha. 2 ly nè. Rồi cái cây này là 1 ly ha anh em. À 1 ly rưỡi nha. Nhỏ nhất là 1 ly rưỡi ha. 1 ly rưỡi đến 6 ml nha anh em. To nhất là 6 ml. Nhỏ nhất là 1 ly rưỡi. Này rất là gọn luôn. Bộ lục giác nhỏ ha. 9 phân rưỡi nè, nó chiều dài nè. Ok, cái bộ lục giác này có mã là 4003 nha, 250.000. Rồi tiếp theo cái một cái hộp đựng đồ. Anh em muốn đựng gì đựng nha, nó rất là khít nè. Nắp ok luôn. Nó bằng inox nha anh em. Inox 304 ha. Cái này nó để là Ấn Độ sản xuất nha anh em. Made in India nè. Ấn Độ sản xuất. Này là đựng thực phẩm nè ha. Có hình là đựng thực phẩm nè. Ok, cái kích thước của cái hộp này là 14 cm ha. Đường kính nó là 19 9 rưỡi ha, 9 phân rưỡi. Rồi cái hộp này có mã là 4004 ha. 150 nha. À, tiếp theo em về mấy được mấy cái ca đựng dung dịch ha. Anh em muốn đựng gì đựng ha. Làm trong nấu ăn hay gì đó, đựng mấy cái nước nêm hay cái gì cũng được. Gia ban nè ha. Inox 304 nha. Đây là inox Nhật hết ha. Cái này nó có dung tích là 500 ml nè. Nửa lít á. Em bán nguyên bộ luôn nha anh em. Nguyên bộ nó là 245 cái nha. Đây cái bộ nó là 5 cái nè, y chang nhau ha. Nè, có đóng gia ban dưới luôn nè. Nè 5 cái nè anh em. À, cái kích thước đó nè, 10 11 phân rưỡi ha. Đường kính nó là 9 phân ha. Nó đựng nửa lít nha anh em. Nè, có dấu nửa lít nè. Nửa lít là đến đây nè. Rồi cái bộ này là 5 cái nha anh em, 5 cái này là có mã là 4005 ha, 600.000, 5 cái ca inox nè. Đây là bằng bằng inox 304 của Nhật nè. Cái hộp này cũng bằng inox ha. Rồi ok. Và tiếp theo là một cái bình giữ nhiệt ha anh em. Làm về cái bình giữ nhiệt của sản xuất là Thái Lan nè. Bình này là 1,5 lít ha. 1,5 lít hiệu con voi nè. Con voi Ruzi ha. Cái thương hiệu này nổi tiếng của thương hiệu của Nhật ha. Mà nó còn cái nắp luôn ha. Đây là cái nút để mở ra để chế nước nè. Đây. Trông còn đẹp ha. Ngon nè. Đây cái ca để mình uống nước nè. Ok, cái bình 1,5 lít này có mã là 4006 ha. 400.000 nha anh em. À, ngoại hình nó thì tương đối liền lạc ha. Có chỗ cấn mớp vận chuyển về cấn nè. Cấn xíu ha. Đây. À, cái kích thước này nè. 26 cm ha. Chiều cao. Đường kính là 11 phân ha. Rồi cái bình này có mã là 4006 ha, 400.000. Và tiếp theo một cái bình nhỏ nữa nha anh em.
cái bình nhỏ này kìa. Đây nó cũng có nút bật ha, nút để chế nước nè. Chế xong rồi anh em đóng lại, cứ đóng lại luôn, nó sẽ tự động nó đóng bên trong ha. Đó, tự động nó đóng. Đây rất là dày ha, giữ lạnh rất là ok luôn. Cái bình này là của Thái Lan sản xuất nha nè. Đây Thái Lan nó xuất thị trường Nhật ha. Dung tích nó là 0.47 lít nè. 0.47 lít nha. Ok, cái bình này thì liền lạc, ngoại hình nó liền lạc ha. Đây kích thước nè, nó dài 27 cm ha, cũng bằng cái bình này luôn nè, bằng bình to luôn, mà cái đường kính nó thì nhỏ hơn, đường kính nó là 6,5 phân ha. Rồi cái bình nhỏ này có mã là 4007, giá 200.000. Tiếp theo một cái gồng mên ha anh em. Cái này cái gồng mên ha, nó có hình con ngựa nè. Cái này chắc bằng nhựa ha, quay nó bằng nhựa nha anh em. Còn cái này thì bằng sắt, sắt xi ha. Bên trong thì bằng nhựa nha anh em. Đây nắp nó cũng bằng nhựa nè, bên trong bọc nhựa nữa ha, nó bọc nhựa cho dày lên thôi ha. Cái này là giả giả da ha. Ok, cái gồng mên nó có kích thước là 16 ha. Rồi cái đường kính nó là 14 cm ha. Đây quay nó bằng sắt nè. Rồi cái gồng mên này có mã là 4008 ha, 400.000 nha anh em. Rồi tiếp theo là một cái máy nha, cái máy này máy xay ha. Mình đoán nó là cái máy xay rau củ ha. Đây mình bỏ rau củ ở đây nè, nó sẽ ép cái này xuống, cái này nó quay. Còn đây nó có một cái lưỡi nè, có cái lưỡi bào nè, thì rau củ nó sẽ quay trong đây. Đó. Và rau củ nó nằm đây thì nó ép xuống đây, lưỡi này bào ra, bào rớt ra. Mình tắm điện thử nha anh em. Cái này thì nó xài điện 100V nha anh em. Nó xài điện 100V nè. Cái này của Trung Quốc sản xuất ha, xuất Nhật ha. Tiêu chuẩn của Nhật nha anh em. Đây là điện 100V 12W. Đó. Nó quay bên trong nè anh em. Nên bỏ rau củ vô thì nó sẽ bào ra. Nó bào rớt xuống. Rồi ok, cái máy xay rau củ ha, có mã là 4009, giá 350.000. Rồi cuối cùng là hai cái tách ha. Hai cái tách của đây. Thương hiệu gì đây? Cái này là chữ Nhật ha anh em. Mình không đọc được. Đây nó toàn chữ Nhật không ha. Không đọc được ha. Đó, hai cái tách này bán đây, nó có kích thước. Đây nha anh em, 9 phân ha, nó cao 9 phân ha, đường kính nó là 7,5 phân. Đường kính này là 8,5 phân. Cũng cao 9. Rồi hai cái tách uống nước này có mã là 4010 ha, 200.000 nha anh em. 200.000 hai cái ha. Rồi ok. Rồi cái video em hôm nay là hết ha. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ nha. Hẹn anh em trong các video tiếp theo.